Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về một số các cái nguyên nhân tiếp theo mà làm cho gà chúng ta nó giảm hoặc là ngừng đẻ và cái biện pháp chúng ta khắc phục nhé các bạn. Thì trong cái phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái nhiệt độ môi trường, cái thấp tính ấp trứng của gà, cái hiện tượng thai lông và cái thời gian chiếu sáng trong ngày cho con gà đẻ của chúng ta. Thì đầu tiên đó là về cái vấn đề nhiệt độ môi trường các bạn. Thì cái nhiệt độ ổn định á, là nó sẽ dao động từ 20 đến 25 độ C thì nó sẽ làm tăng cái khả năng sinh sản của đàn gà chúng ta lên. Và đối với cái nhiệt độ quá cao á bạn thì gà nó sẽ thở nhiều, tức là nó tăng cái tần số hô hấp và nó uống nước nhiều cũng như là giảm ăn, chậm lớn, năng suất nó thấp, suy giảm cái hệ thống miễn dịch cho nên là nó rất là dễ bị chết đột ngột. Và gà mái nó sẽ giảm đẻ, cái chất lượng vỏ trứng nó sẽ bị kém nếu như mà nhiệt độ quá nóng nhé bạn. Và cái biện pháp chúng ta xử lý á, là chúng ta dùng các biện pháp để ổn định cái nhiệt độ chuồng nuôi, tức là các bạn có thể sưởi ấm nè, cái chuồng trại phải kín gió về mùa đông và nó sẽ tạo được cái sự thông thoáng hay là sự mát mẻ về mùa hè để giảm tối thiểu cái thiệt hại do stress gây ra trên cái đàn gà chúng ta nhé các bạn. Thì cái thứ hai các bạn đó là về cái tập tính ấp trứng của gà. Thì ấp trứng nó là cái tập tính rất là tự nhiên thôi các bạn. Trong cái trường hợp mà các bạn nuôi gà đẻ tại trại thì chúng ta cần phải loại bỏ cái tập tính này đi, bởi vì những cái con gà mái mà chuyển sang cái trạng thái ấp á thì nó sẽ ngừng đẻ và nó sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu quả kinh tế chăn nuôi chúng ta. Và thực tế cái vấn đề này nó thường xảy ra vào cái mùa xuân. Và các bạn chú ý là gà mà được nuôi dưới cái ánh sáng tự nhiên á, thì thường cái tập tính này nó sẽ xảy ra liên tục, nên các bạn chú ý nhé. Và cái biện pháp để mà chúng ta xử lý á, là các bạn nhặt cái trứng hàng ngày để chúng ta loại bỏ đi cái tạp tính làm tổ như là ấp trứng của nó. Và cái biện pháp này còn giúp nâng cao cái giá trị dinh dưỡng của trứng và tránh làm nhiễm khuẩn ở trên trứng. Và nếu như mà có thể, các bạn thể di chuyển cái đàn định kỳ sang các cái chuồng khác để phá vỡ cái tạp tính làm tổ và ấp trứng của con gà chúng ta. Và cái vấn đề tiếp theo nữa bạn, đó là cái hiện tượng thai lông. Thì thường sau một thời gian sản xuất trứng các bạn, khoảng chừng ước lượng là 5 tháng khi mà bắt đầu đẻ đó, thì gà nó sẽ có cái xu hướng là thai lông mới. Thì cái quá trình này các bạn, gà nó không chỉ thai lông mới đâu mà cái đường sinh sản của nó cũng được làm mới lại. Và sau cái thời gian thai lông á, thì gà nó sẽ sản xuất trứng tốt hơn cả về chất lượng và về cái số lượng của trứng. Thì khi mà theo dõi cái quá trình này á, thì thường chúng ta sẽ thấy gà nó sẽ thai lông vào mùa thu, khi mà thời gian chiếu sáng trong ngày nó giảm xuống. Các bạn chú ý cái này. Tuy nhiên các bạn, nếu như mà gà ở trong cái môi trường nuôi công nghiệp á, và cái thời gian chiếu sáng như nhau ở các cái mùa á, thì thường nó có thể thai lông vào bất kỳ thời điểm nào ở trong năm. Thì điều này nó sẽ xảy ra và khiến cho con gà chúng ta nó không có đẻ trứng, tức là nó ngưng lại khoảng 2 đến 3 tuần. Như vậy thì khi gà thai lông nó sẽ làm giảm đi cái sản lượng trứng và ảnh hưởng tới cái hiệu quả kinh tế của trang trại chúng ta. Cho nên cái biện pháp mà các bạn xử lý á, là các bạn phải bổ sung cái protein trong cái thời gian mà nó thai lông để có thể đáp ứng đủ cái nhu cầu và cái năng lượng của nó để trong cái quá trình nó tăng trưởng lông và tăng trưởng sản xuất trứng cho gà đẻ trong cái giai đoạn này nhé các bạn. Và các bạn phải theo dõi và chúng ta loại đi những cái con mà thai lông ra khỏi đàn, hoặc là các bạn kiểm tra tổng đàn để xem xét bổ sung và thay thế đàn cho phù hợp để tăng cái hiệu quả kinh tế cho trang trại chúng ta lên. Thì để có kiến thức tốt nhất ở trong cái quá trình mà các bạn chẩn đoán và điều trị bệnh cũng như là chăn nuôi chó mèo heo gà vịt trâu bò dê cừu vân, cũng như là cái quy trình phòng và trị bệnh cho cá tôm lươn cua vân, thì các bạn có thể đăng ký cái khóa đào tạo về thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy và một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sẽ khoa học sẽ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khóa học thì các bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần về cái thời gian chiếu sáng trong ngày các bạn. Thì thường gà nó sẽ rất nhạy cảm với cái thời gian chiếu sáng trong ngày, đặc biệt là ở trên những cái con gà đẻ của chúng ta. Thì gà đẻ nó cần cái thời gian chiếu sáng là từ 14 cho đến 16 giờ để nó duy trì cái sản xuất trứng nhé các bạn. Và cái thời gian chiếu sáng giảm á, nó sẽ làm giảm đi cái thời gian thu nhận thức ăn, dẫn đến cái tình trạng là cái tỷ lệ đẻ trong đàn nó sẽ bị giảm sút rất là rõ rệt. Và cái biện pháp
để mà chúng ta xử lý á, là các bạn tăng thời gian chiếu sáng cho gà bằng cái ánh sáng nhân tạo. Các bạn có thể sử dụng cái bóng đèn sưởi đốt cũng được nhé các bạn, nhưng mà các bạn cần chú ý là gà thả tại các nông hộ á, thì các bạn không nên để thời gian chiếu sáng bổ sung cao hơn thời gian chiếu sáng tự nhiên ở trong ngày. Ở Việt Nam chúng ta là thường là 15 tiếng đó các bạn. Thì các bạn chú ý là các bạn kiểm tra cái đèn chiếu thường xuyên, các bạn lau bóng đèn để nó không bị mờ, cũng như là thay thế khi mà cần, lúc mà cái đèn bạn thấy nó yếu hoặc là nó bị đứt một sợi chẳng hạn, để chúng ta đảm bảo được cái hiệu quả chiếu sáng của cái đèn khu vực chúng ta nhé các bạn. Và một cái vấn đề nữa mà tôi cũng muốn nói cho các bạn ở đây, đó là về cái tuổi các bạn. Thì tuổi của gà nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái tỷ lệ mà đẻ trứng. Thì thông thường các bạn, gà nó sẽ bắt đầu sản xuất trứng từ 18 cho đến 22 tuần tuổi. Và cái tỷ lệ đẻ nó sẽ đạt đỉnh là cỡ khoảng 90% vào 6 cho đến 8 tuần sau đó. Và cái sản lượng trứng các bạn nó sẽ giảm xuống còn khoảng 65% sau 12 tháng nó đẻ. Như vậy thì cái biện pháp ta xử lý là các bạn có thể lập cái sổ để chúng ta theo dõi tình hình đàn gà. Chúng ta theo dõi cái tỷ lệ đẻ cũng như là theo dõi cái độ tuổi của nó để có cái biện pháp xử lý. Và các bạn có thể lọc hay là tách riêng những cái cá thể gà mà đẻ quá già hay là nó có cái biểu hiện giảm đẻ để có cái kế hoạch thay thế cho phù hợp và tránh ảnh hưởng tới cái hiệu quả chăn nuôi của chúng ta nhé các bạn. Thì đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm các bài học khác cách nhanh nhất. Cũng như là các bạn hãy chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận ở bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đã có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, vân. Các quy trình chăn nuôi cũng như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, vân. Các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khoa học thì các bạn có thể liên hệ với bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì các bạn cũng có thể liên hệ với bác sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Xin chào.